Và ngày đầu tiên thì mình sẽ đi chặt gỗ, sau đó chúng ta sẽ đào đá và làm công cụ bằng đá. Như mình dành hết 20 ngày đầu tiên ra để có thể AFK câu cá, sáng đó mình có để AFK đứng bên cạnh đó để cho cái máy farm mình có thêm ít đồ ấy, để mình có thể đổi được đồ bên làng để làm một cái beacon.